Chương trình này được bảo trợ bởi Smile Again Dental Center 714-248-9883. Gọi ngay Mango Tours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345. Cảm ơn quý vị vừa giữ làn sóng của Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà phê sáng cuối tuần cùng Như Huyền và Lê Thái. Kính thưa quý vị, tình cảm cha con là một trong những cái tình phụ tử nó rất là thiêng liêng. Khi mà một cái người cha, đừng nói người mẹ không, người cha mà khi mà có những cái đứa con của mình rồi đó, mình cảm giác là con là một trong những cái món quà rất là gọi là quý giá của Thượng Đế, của Chúa ban tặng cho loài người. Thật sự là khi mà mình có con rồi là mình mới thông cảm, mình mới hiểu được cái tình cảm của cha mẹ đối với mình như thế nào, tại vì mình yêu con mình như thế nào, thì tự nhiên là mình cảm giác nó giống như là nó gọi là nó chứa chan kiểu gì đó, khi mà ôm con vào lòng mà tự nhiên mình cảm giác là mình chứa chan. Thành ra trong cái mối quan hệ mà giữa cha con đó, cái chuyện mà bảo vệ con là một cái chuyện mà thường thường là nó là một cái bản năng của người cha. Khi mà muốn con của mình nó lúc nào nó cũng được an toàn, trong những cái trường hợp thiếu như mà với hiện tại xã hội nó rất là nhiều đầy rẫy những cái chuyện là nguy hiểm, nhiều kẻ biến thái, nhiều kẻ gọi là nhiều kẻ xảo trá, cũng như là nhiều kẻ giết người. Thậm chí ở Hoa Kỳ có nhiều vụ xả súng đó, thì chuyện mà chúng ta để con đi học hay đi đến một cái chỗ nào đó, đi ra ngoài một mình, cho dù đến cái tuổi đã trưởng thành rồi, chúng ta vẫn canh cánh, chúng ta lo lắng cho cái sinh mạng, cho cái sức khỏe và cái sự an toàn của các con mình. Thành ra cái chuyện mà theo dõi con, hay là chúng ta quan sát con, giám sát con một cách gọi là bằng mắt thường đó, thì tất nhiên là nó có cái vấn đề hạn chế. Chúng ta đâu thể nào quản lý được con của mình 24/24 đâu. Khi nó bước ra chân ra khỏi nhà, có đám bạn đám bè, thì cái chuyện mà chúng ta không gặp con mình, nó không biết nó làm gì bên ngoài, đó là vấn đề mà chúng ta rất là đau đầu, rất là lo lắng. Thành ra có một người cha ở Pakistan, thưa quý vị, người cha này đã cho con gái của ông đội một cái camera. Quý vị thấy trên đầu, mỗi khi cô này ra đường là cô này phải gắn cái camera trên đầu vậy, thưa quý vị, để mà theo dõi tình hình xung quanh mọi lúc mọi nơi và bảo đảm rằng là con của ông, con gái của ông luôn luôn được an toàn. Cô gái này là một cái cô gái người Karachi ở Pakistan. Gần đây cô thu hút rất là nhiều cái sự chú ý bởi vì khi mà cô xuất hiện trong một cái cuộc phỏng vấn ở trên một cái đài truyền hình ở Pakistan đó, với một cái chiếc camera gắn ở trên đầu, thì cô cho biết rằng là cái ý tưởng này, cái thời trang kỳ lạ này là do cái ý tưởng của cha mình phát hiện ra, cho ra đời sau khi mà có một người phụ nữ trẻ ở Karachi đã bị tấn công và qua đời có thể khoảng thời gian gần đây. Ba của cô gái cho rằng là camera giám sát sẽ giúp cho ông có thể mà theo dõi được có con mình sát sao hơn, cẩn thận hơn và thật là chu đáo hơn. Bản thân cô cũng không phản đối cái chuyện này và luôn lúc nào cô cũng muốn đội cái camera này ở trên đầu. Và cái camera này đặc biệt là nó chạy bằng pin. Mỗi khi ra ngoài thì ông bố ông lại kích hoạt cái pin này lên để cho mà có thể là nó đi được ở ngoài, là có thể là nó bảo đảm là nó sẽ hoạt động 24/24. Riêng cái người cha này cho rằng là khi mà hiểu rõ cái camera này gắn ở trên đầu là một cái bất lợi, cái là nó hơi bị bất tiện ở trên đầu. Nhưng mà ông nói rằng là ông không thể nào hoàn toàn bảo vệ con gái của ông hàng ngày được. Thành ra cái chuyện mà quay được những cái hình ảnh của con của mình đó, theo dõi được con mình đó là một cái điều mà ông vô cùng an tâm. Tuy là cái camera này, thưa quý vị, nó không thể nào nó quay được những cái kẻ tấn công từ phía sau. Nhưng ông nói rằng khi mà những cái người nào mà muốn tấn công con gái ông á, thấy con gái ông mà cắn gắn cái camera trên đầu á, thì kẻ xấu nó cũng sẽ dè chừng. Và theo truyền thông địa phương thì những cái người phụ nữ ở cái tỉnh Karachi này đang thực sự phải đối diện với rất là nhiều cái nguy cơ bạo lực nghiêm trọng trong cái thời gian qua. Vì vậy thì gia đình cô gái này mới có lý do chính đáng để mà lo ngại về vấn đề đó. Thành ra gắn cái camera ở trên đầu con như thế này mỗi khi cô ra đường. Và hy vọng rằng cô cũng dễ dàng tìm kiếm một cái người bạn trai tương lai ha. Như chị Nhung Huyền mà đưa một cái camera này gắn ở trên đầu, rồi lúc có thời mà kiểu mà mình mà kiểu mà có bạn trai bạn gái 18 trốn đi chơi. Mà trốn đi chơi mà gắn cái camera trên đầu này làm được gì trời? Chết luôn, coi như là không đi đâu được. Không có khác luôn, có khác gì mà ba ở sếp. Đúng rồi, nói chuyện gì cũng dám nói chuyện gì ba cũng biết. Thậm chí mà hung cái cũng dám luôn. Hay chào đá luôn nhau cái cũng dám nữa. Nữ mà kiểu có gì là nhúc nhích cái gì là cũng biết hết luôn. Cái đó hơi bị khó, cái đó là hơi bị... Nhưng mà em nghĩ là nên gắn với chị Như Huyền liền thời gian này. Tại vì bây thời gian này chị Như Huyền cũng hơi bị hư đó. Có hư. Bây giờ em phải hỏi ba chị em mới biết được. Chắc chắn là ba phải bên con gái rồi. Tuổi này là còn Như Huyền thì dĩ nhiên là lúc nào cũng ngoan rồi. Như Huyền đánh giá Như Huyền như vậy. Tự đánh giá luôn. Cái tuổi này là coi như
là muốn hư mà hư cũng được luôn. Giờ có muốn la của ba cũng không thành la nữa, mệt quá rồi. Cảm ơn Lê Thái. Thưa quý vị, theo quy luật của tự nhiên của con người đó là sinh lão bệnh tử. Thì đó là của con người, nhưng mà nói về trái đất, mặt trời và những cái ngôi sao bên cạnh của chúng ta thì sao? Họ nó cũng vậy, thưa quý vị. Nhưng mà may mắn là khi mà nếu mà mặt trời mà tới lúc nó tử, tức là mất đi rồi, chết đi rồi, thì cả thế giới trái đất của chúng ta cũng bị chết luôn. Nhưng mà ngày hôm nay như đưa cho quý vị một cái quá trình như thế nào thì yên tâm, còn cả tỷ tỷ năm nữa, thưa quý vị, thì mặt trời mới tới lúc mà cái tử, tức có nghĩa là mặt trời sẽ biến mất đi. Nhưng mà khi mà nó biến mất đi hoặc là nó chết đi đó, thưa quý vị, thì nó xảy ra như thế nào? Nhưng mà tới cả tỷ năm lận thì lúc đó Nhi Huyền với Lê Thái thì cũng không biết đâu mất tiêu rồi, không còn trên trái đất này nữa đâu. Đó, thành vì còn lâu lắm thưa quý vị, mà ngày hôm nay mình biết để có cái kiến thức mặt trời và mặt trăng nó cấu tạo như thế nào và tới lúc nào thì nó sẽ chết, phải không quý vị? Thì mặt trời hiện tại bây giờ cái tin vui nó đang giữa cái chu kỳ sống của nó rất là mạnh mẽ và rất là tốt, và sẽ tiếp tục trong 1 tỷ năm nữa. Và cái điều này có thể kéo dài sự sống trên bề mặt trái đất của chúng ta. Mặt trời hiện đang ở giai đoạn ổn định của chu kỳ sống, được gọi là giai đoạn chủ chính, nơi nó có thể chuyển đổi hydro thành heli. Giai đoạn này có thể kéo dài khoảng 5-6 tỷ năm nữa, thì đó là tin vui cho trái đất của chúng ta. Tuy nhiên, trong khoảng 1 tỷ năm tới, độ ánh sáng của mặt trời sẽ tăng lên 10%, làm cho nhiệt độ trên trái đất tăng cao, và điều này sẽ dẫn đến cái sự bốc hơi nước ở trên mặt trái đất và làm cho hành tinh trở nên không sống được đối với các sinh vật ở xung quanh. Và cuối cùng khoảng 5-6 tỷ năm nữa thì mặt trời sẽ chuyển sang giai đoạn đó là khổng lồ, mở rộng ra để nuốt chửng những cái hành tinh bên đó, bên gần nhất của nó, mà cái nhất là sao Kim. Và khi mặt trời đang cạn kiệt cái nguồn cung cấp hydro trong lõi thì nó sẽ bắt đầu đốt cháy hydro trong một lớp vỏ xung quanh cái lõi. Điều này làm cho cái lõi co lại và nóng lên, trong các lớp bên ngoài phồng ra và nguội đi, khiến mặt trời trở thành một cái ngôi sao có cái một cái lỗ rất là rộng lớn. Và mặt trời sẽ mở rộng ra gấp hàng trăm lần kích thước hiện tại của nó, và có thể nuốt chửng cái hành tinh bên cạnh như là sao Thủy và sao Kim, và sau đó nó sẽ nuốt chửng trái đất của chúng ta luôn. Và nhiệt độ bên mặt của cái mặt trời sẽ giảm xuống thường chỉ có 3.000 đến 5.000 K, khiến nó phát ra ánh sáng màu đỏ hoặc màu vàng. Mặc dù nhiệt độ bề mặt giảm, nhưng độ sáng của cái sao khổng lồ của mặt trời sẽ tăng lên rất nhiều. Nó có thể sáng hàng nghìn lần so với hiện tại. Đó là tới lúc mặt trời chết đi và nó nuốt chửng tất cả những gì xung quanh nó cùng với nó. Dạ vâng. Chị Như Huyền hay quý vị khán giả nhìn lên trên màn ảnh này thì có nhớ cái nữ diễn viên này hay không? Một cái nữ diễn viên mà rất là lâu rồi cô không có xuất hiện. Khi mà Lê Thái nhắc đến cái nữ diễn viên này, thưa quý vị, Amber Heard, đây là một trong những loại là vợ cũ của tài tử mà Johnny Depp, đúng không? Cái vụ kiện lùm xùm của cô trong năm 2022 nó đã gây nên rất là nhiều điều tiếng, ảnh hưởng luôn cả cái sự nghiệp của cô cũng như là của Johnny Depp. Nhưng mà trong mấy ngày vừa qua, thưa quý vị, vào ngày 23 tháng 9 vừa qua thì cái cánh phóng viên người ta đã phát hiện được Amber Heard được trông thấy là đi dạo cùng cái cô con gái nhỏ của mình trên đường phố ở Madrid, ở Tây Ban Nha. Hai mẹ con của nữ diễn viên này đi bộ qua rất là nhiều khu phố để mà ngắm cảnh và trò chuyện cùng nhau. Và nữ diễn viên này năm nay đã 38 tuổi, cô mặc một cái áo sơ mi màu xanh rất là đơn giản, một cái váy rất là thanh nhã, rất là trang nhã mà rất là dễ thương nữa. Và đứa con gái của cô, quý vị, trên màn ảnh là bé tên là Onat, mặc một cái set đồ rất là xinh xắn và đi giày rất là tiện để chạy nhảy. Và đây là hình ảnh mà người ta đã thấy cô ở trên đường phố của Madrid từ hồi mà cô chuyển sang Tây Ban Nha sống sau cái vụ kiện mà đối với chồng cũ của mình trong năm 2022. Sau cái vụ kiện tai tiếng đó, thưa quý vị, thì Amber đã lựa chọn một cái cuộc sống bình lặng, kín tiếng ở châu Âu. Cô khép lại những cái ồn ào trước đó và tập trung vào cái việc mà chăm sóc đứa con gái nhỏ của mình. Cái bé Onat này đã chào đời vào năm 2021 nhờ người mang thai hộ. Và khi mà cô qua ở Tây Ban Nha cô ở đó, cô đổi tên thành Marta Jane Canary và định cư ở Madrid. Cô thì học tiếng Tây Ban Nha luôn, rồi sống hòa đồng với những người dân ở địa phương. Rồi đầu tuần này khi các mà cánh mà phóng viên á, paparazzi người ta bắt gặp cô Amber này trên đường phố, thì nhiều người người ta hỏi cảm nghĩ của cô rằng là cô như thế nào và cô nói về chồng cũ như thế nào, thì cô né nói những cái câu hỏi về Johnny Depp. Nhưng mà cô nói rằng là cô rất là thích sống ở Madrid, cô yêu đất nước Tây Ban Nha này và rất là may mắn khi được ở đây. Về quá khứ thì cô không muốn nghĩ về nó và cô đang hạnh phúc và bình yên với cuộc sống hiện tại. Cùng ngày giờ mà khi mà cánh phóng viên người ta lấy được cái bản tin này, người ta thấy lấy được những hình ảnh này,
Thì cùng lúc đó thì tài tử Johnny Depp cũng đang có một cái buổi ra mắt phim, dự một cái buổi lễ ở tại nơi đây, khi mà ra mắt bộ phim Moody do anh đạo diễn về một cái tuổi sử của họa sĩ người Italy ngay tại cái nước này Tây Ban Nha. Và đây là một trong những cái gọi là cái ồn ào sau rất là nhiều cái ồn ào cô đã trải qua, và sự nghiệp của cô cũng ảnh hưởng rất là nhiều, rất là bị ảnh hưởng khi mà ly dị cái tài tử Johnny Depp này, thưa quý vị. Và đó là những cái gì cô phải chịu, bởi vì thật sự là cô cũng là một trong những cái người mà cũng không có vừa gì trong cái vụ kiện vừa qua. Dạ vâng, quý vị giữ hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại. Bảo trợ cho đài.